Với sự tham gia của các diễn viên Lưu Đan, Từ Dinh, Lê Nặc Ý, Lâm Y Kỳ, Trịnh Thiếu Dân, Hoàng Tử Hùng, Lý Lâm Ân, Trương Đạt Luân, Lý Gia Đỉnh, Trang Thư Minh, Dương Trác Na, Hà Ý Dân, Triệu Vĩnh Hồng, Mã Đế Lộ cùng một số diễn viên khác. Biên kịch Quang Bính Hồng, Liễu Chính Thanh. Đạo diễn Trần Chí Giang, Hoàng Nhữ Lạc, Trương Vĩnh Hào. Bộ phim Mái Ấm Gia Đình. Đại chiến sống chung, phần 1. Một ly vanh đỏ. Sao vậy? Tối nay bà con chúng ta tổ chức đêm gấu trúc hay sao chứ? Chẳng mắc cười chút nào. Em thử ngủ trên những chai bia và nước ngọt mấy đêm thử coi. Chứ ở trong nhà kho như vậy cũng không phải là cách đâu. Bạn cùng phòng của chị dùng chìa khóa khóa cửa lại rồi. Điện thoại cũng không nghe. Chị tìm cô ấy mấy ngày nay rồi. Bạn cô ấy nói cô ấy đi Thái chơi rồi, nên phải ở tạm ở trong nhà kho. Tuyệt tình như vậy sao? Chị tính đường hậu rồi. Chị đã gọi điện cho má nuôi của chị. Bà ấy nói có thể lấy lại nhà cho chị ở, nhưng mấy ngày nữa mới có kết quả. Thì tạm thời chị cứ ở khách sạn đi ha. Khách sạn mắc lắm. Thật ra chỉ cần tìm chỗ để ngủ thôi mà. Cũng may ông chủ của chị không để ý. Ở được bao lâu thì biết bấy lâu thôi. Trời, sao tay của chị đỏ dữ vậy? Nếu ông chủ chị mà chịu diệt mũi thì chị càng cảm ơn ông ta hơn. Em có thể giúp được gì cho chị? Hả? Trừ phi em biến ra phòng tắm giùm chị. Em có biết không, mấy ngày nay chị phải ở dơ tới 2 ngày. Buổi sáng lén chạy ra nhà thi đấu tắm, lạnh muốn chết luôn. Em thì không thể biến ra được. Có điều là ở nhà em có thể tắm được, còn có máy giặt mẫu mới nhất đó như chị. Chị có cần không vậy? Cần. Wow, chị tưởng nhà luật sư của các em chỉ có màu trắng và màu đen thôi. Rất là đơn giản. Ở đây đẹp thật đó. Mang dép vào đi. Em bình thường rất ít lau nhà đó. Không cần khách sáo đâu. Ý, bộ trà này đẹp thật đó. Hàng hiệu nước Anh. Chắc em quý nó lắm hả? Không phải của em đâu, chủ nhà để lại. Lúc đó em chỉ kéo vali vào ở thôi hả? Ôi ơi, cẩn thận đừng làm bể đó. Biết rồi. Nè, có mấy hát nữa nè. Nè, còn xài được không vậy? Không biết nữa, em không có thời gian mở. Của chủ nhà để lại luôn hả? Còn có đĩa hát dây đen nữa nè. Ê, ban nhạc này bài nào chị cũng thích hết đó. Em cũng rất thích. Họ ở Mỹ, em đi xem họ biểu diễn rồi đó. Vậy em có đóng đĩa đó, em cũng định mở ra nghe. Nhưng mà cũng vì không có thời gian mở, lại là của chủ nhà để lại nữa. Không phải em đã ở đây 4 năm rồi sao? Thật ra em không có nhiều thời gian giống như chị nghĩ đâu. Chị thấy em sống chán ngắt, chán hơn chị nghĩ nhiều. Vậy những lúc bình thường em thường làm gì? Làm việc đó. Căn nhà này để cho kẻ ham làm việc như em ở thì thật là phí của trời đó. Vừa rồi chị đã xem cái máy hát của em. Cái kim hát có một chút bị xiên. Đổi cái kim hát mới là có thể nghe được rồi. Đừng có lãng phí. Em biết, có điều là... Lại là của chủ nhà để lại, không có thời gian mở. Nếu tính luôn vô thì chắc em thuê nhà này không rẻ đâu. Cũng không phải như vậy. Lúc đó tình hình tài chính biến động, giá thuê nhà cũng không mắc lắm. Thêm nữa chủ nhà cũng không muốn bán nó đi. Chỉ mong có người khách thuê không vướng bận riêng tư như em ở thôi. Ở đây đúng là rất thoải mái. Chị thấy ở đây nhất định là có 2 phòng ngủ. Ôi nè nè nè, không phải tới tắm thôi sao? Khẩn trương chuyện gì vậy? Giấu đàn ông ở đây sao? Em đưa chị vô toilet. Wow, đây là căn phòng ma gì vậy?
một lần nữa chứng minh những gì bề ngoài đẹp, bên trong thường không ra gì. Thoải mái thật, cảm giác có nhà thật là tốt. Cần khoa trương như vậy không? Ai biết trân trọng xem như đã được trả lại. Hả? Em tụi đường nghề ra làm gì? À, chị thấy cái bóng đèn trong toilet tiếp xúc không tốt, lúc chớp lúc tắt, chị giúp em xiết lại rồi đó. Cảm ơn nhiều ha. Còn nữa, vòi nước nhà em phát ra tiếng động rất lạ. Sau khi đi sâu thăm dò mới phát hiện đầu vòi nước bị lỏng. Chị đã dùng cơ lê dặn lại rồi. Em còn định kêu người tới sửa rồi đó. 4 năm trước phải không? Nó chịu đựng như vậy mà không bị bể ra, xem như em may mắn lắm đó. Còn nữa, thùng nước của bồn cầu chị sửa luôn rồi hả? Có gì khó đâu, vị trí ấn nước đặt không đúng, chị chỉnh nó lại là thông suốt thôi. Nếu không biết còn tưởng chị là công nhân điện nước đó. Chị có bằng điện nước thật mà. Điện nước ở Post 3 đều do một tay chị lo. Đây chỉ là chuyện nhỏ thôi. Em bắt đầu phát hiện ra, khi đối diện với những chuyện không liên quan tới luật pháp á, em thật sự rất yếu kém. Thật ra xử lý chuyện giặt trong nhà dễ thôi mà, xử lý tốt một gia đình mới là khó đó. Nè, đừng mở, đừng có mở, đừng mở. Một chiếc thuyền nan ấy cho. Nè, ông mập đối diện nhà em kỳ lạ thật đó. Cách ăn mặc của ông ta càng lạ hơn nữa. Áo ba lỗ trắng phối hợp với quần xe đạp màu hồng ánh huỳnh quang. Hôm nay thì không có huỳnh quang, nhưng là chiếc quần đi xe đạp bó sát người. Mỗi ngày ông ta luyện hát kịch vào giờ này, nhanh thì 1 tiếng đồng hồ, lâu thì hát nguyên một bài Phụng Cát Mối Ân Tụ Chưa Dứt vậy đó. Giọng cao hay giọng thấp vậy? Một mình hát 2 giọng luôn. Em đã tố cáo với quản lý rồi, nhưng mà ông ta không phạm pháp cho nên không làm gì ông ta. Tôi nghĩ người của tòa nhà này đều giống như cô, khóa chặt sân thượng, kéo kín rèm cửa, như vậy không phải là cách đâu. Vậy chị có ý kiến gì không? Người ngăn cách. Ê! Ngàn trùng núi. Yeah, yeah. Có thấy thái độ của ông ta khi đi vào nhà không chị? Tô bích này mà ra tay ai địch lại được chứ. Lợi hại lắm. Chị muốn về ba phải không? Về đó để ngủ gật hả? Alo. Phải, ngày mai 6 giờ rưỡi lắp internet. Chờ một chút nha. Ngày mai có cuộc hẹn đột xuất, trễ một chút được không? Tuần sau hả? Không được đâu, không lên mạng được bất tiện lắm. Chờ một chút nha. Chuyện gì? Ngày mai chị nghỉ, để chị chờ họ giùm em. Được không đó? Chị mở cửa cho họ vào thôi mà, không vấn đề. Cảm ơn chị. 2 ngày sau hẹn luật sư của đối tượng tới họp đi. Được. Còn cuộc gặp của các em nhỏ ở bên xã hội nữa, anh xem khi nào có thể đưa báo cáo cho tôi. Ok. Sao vậy? Đang vội hả? Không có, tôi hẹn với đồng nghiệp tới quán bar để uống rượu thôi. Bây giờ mấy giờ rồi? Hơn 7 giờ. Hơn 7 giờ rồi sao? Anh đi đi. Bye bye. Bye. Tôi là Tobit, bây giờ đang bận, xin để lại lời nhắn. Vậy mà nói làm xong gọi cho tôi nữa, hứ lèo quá. Alo Tobit. Alo, tôi muốn tìm cô Doãn. Tôi đây. Tôi là bà Phan, chủ nhà của cô đây. Bà Phan, tôi gọi cho bà mấy lần rồi đó. Tôi qua anh thăm con gái, mới về 2 ngày trước, liên quan tới vấn đề thuê nhà sao? Phải đó, bà có thể cho tôi thuê tiếp được không vậy? Xin lỗi nha cô Doãn, tôi gọi cho cô là để lấy lại nhà cho người khác ở. Thật sự là không thể thương lượng được sao? Tôi biết cô là một khách thuê tốt, giao tiền đúng ngày. Để tôi nói chuyện lại với cháu gái tôi, cho cô thêm chút thời gian để tìm chỗ ở khác có được không? Vậy cũng được, cảm ơn bà. Thật là ngại quá, vậy tôi kêu nó tới nhận nhà lại nha. Cảm ơn, bye bye. Bye bye. Tạo dáng xong chưa vậy? Em được mấy điểm? 18 đó. Ê, như vậy cũng chỉ được 15 thôi, tới anh nè. Nè, tới tôi. Rốt cuộc tới tôi hay tới cô vậy? Alex, tới chơi chung đi, tới cô kìa. Chơi cái gì, cô ta tới làm việc đó. Bộ dạng của ta giống như giết người hơn. Cả ngày cái thở hổn hển giống như cốc vậy đó. Chị mời em uống rượu. Em muốn gì nha?
Cũng được, chị có thể đi được rồi. Đi được rồi hả? Trời ơi, phải đó. Hôm nay tôi đã đi cả ngày, mồ hôi đổ đầy người, rít rịch thà. Nè, lần sau chơi tiếp nha. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Các anh nhìn thấy chưa? Họ ở chung từ hồi nào vậy? Vậy mới nói. Lâu nay tôi đoán chưa bao giờ sai. Alex lâu nay luôn lạnh nhạt với tôi, tại vì cô ta thích phụ nữ. Nhưng mà ở chung á cũng đâu có nghĩa là như vậy chứ. Được giá cho tôi biết, chuyện không đơn giản gì đâu. Kệ cô ta đi, tới lượt anh rồi đó. Biết rồi, nhanh lên đi. Nè nè nè, chị đã mua chai sữa tắm mới. Vì chai đó khô quá, không có hợp với chị. Chúng ta dùng chung nha. Thật ra thì... Thật ra chị còn mua thêm chai sữa dưỡng da này nữa. Nè, trong người rít lắm rồi, chị đi tắm trước nha. Lát nữa nói tiếp. Doãn Đức Như, Doãn Đức Như, mày không được làm như vậy. Trời ơi. Quá. Có lộn không vậy? Sao lại xé tôi của tôi chứ? À, chị đang định nói với em. Sao chị lại xé tôi của em? Có biết như vậy là vi phạm nghiêm trọng quyền riêng tư không? Không phải là chị xé, là người đàn ông ở dưới lầu nói phát lộn. Ông ta lấy xuống sợi xé ra thôi. Khoan, nói chuyện lát tôi với chị vậy. Chị tới nhà tôi lấy đồ đạc của tôi, chị có thể nói trước với tôi một tiếng được không vậy? Chị lấy đồ gì của em? Đâu có. Nước còn trong tủ lạnh đó. À, em nói cái đó hả? Hôm nay anh chàng tới lắp đặt internet cho em rất là đẹp trai, lại làm tới đổ hết mồ hôi, nên chị mời anh ấy uống thôi. Chai nước ngọt đó rất quan trọng sao? Không phải là vấn đề nước ngọt, là vì tôi tin tưởng chị mới đưa chìa khóa nhà cho chị. Không phải tôi kêu chị đừng chị có... Chị biết. Kêu chị đừng đụng vào đồ trong nhà em chứ gì. Được, coi như chị không đúng, chị xin lỗi. Ngày mai chị tới tắm sẽ mua trả lại cho em. Xin lỗi, xin lỗi. Chắc là do tâm trạng của em hơi bị kích động đó. Nhưng mà em không quen có người ngoài vào nhà của em. Được, vậy chị sẽ đi. Không làm phiền em nữa, Alex. À, người ngoài như chị cũng muốn cho em lời khuyên. Nếu chuyện gì em cũng tính toán, đối với bạn bè cũng không chịu thua như vậy, thì sau này em chỉ còn lại một người bạn thôi, đó chính là em. Nè, trả chìa khóa lại cho em. Còn nữa, mua cho em đó. Nếu em thích có thể xem đây là tiền điện nước chị tắm hai ngày hôm nay. Sao cũng được mà, em thích là được rồi. Bye bye. Cô Doãn, căn hộ này vừa mới được trả lại, diện tích gần bằng căn hộ trước kia của cô. Tệ hơn rất nhiều. Thật ra cô ở một mình đơn giản một chút cũng tốt thôi mà. Chẳng hạn cái tủ này có thể đựng được rất nhiều đồ, chỉ là bị lỏng ốc nhích thôi, dặn lại là không sao rồi, phải không? Quá, wow, bị bạn quảng cáo chê mất rồi, không nhìn được phong cảnh gì cả. Căn hộ thành phố hầu hết đều là vậy mà, dù gì cũng là nhà đối diện nhà. Như vậy cũng tốt, nhà đối diện không nhìn vào được, sự riêng tư rất cao. Cho thuê bao nhiêu tiền vậy? Khoảng 700 một thước. Theo quy định, bao gồm luôn tiền quản lý, chủ nhà ra giá là 105. 105 ngàn, căn hộ hiện đang của tôi còn rẻ hơn đó. Cô Doãn à, cô ở một mình, lại là dân công sở, tôi có thể nói chủ nhà bớt một chút. Thật ra gần đây mở rộng thêm hai tòa nhà, nên các căn ở gần đây đều tăng giá hết rồi, giá cả đều cao hơn trước đó. Theo thu nhập của cô Doãn, căn nhà này đã là rất được rồi. Còn căn nào khác có thể đi xem không vậy? Giá nhà hiện giờ rất cao, có nhà cũng chỉ bán chứ không cho thuê. Cô có thể chờ không? Nếu được thì đợi thêm đi. Không được, tôi phải dọn đi. Hơn nữa tôi cũng không còn thời gian đi xem nhà. Vậy thì cô thực tế một chút đi. Chủ nhà và các công ty địa ốc gần đây đều phá giá. Nếu bây giờ không thuê, mấy ngày sau có thể bị thuê mất đó. Để tôi suy nghĩ lại đã. Cảm ơn. Được rồi, cô suy nghĩ thêm đi. Rồi gọi cho tôi nha. Nè, cô cũng giả mang thật đó. Đưa chìa khóa cho tôi. Con người cô cuối cùng cũng dám trở về. Cô có bản lĩnh thật đó. Cô tắt máy rồi. Tôi gặp bạn của tôi, anh đi trước đi. Được. Bye bye. Đừng có quay về nữa. Cút đi cho tôi. Loại người gì vậy chứ? Cô muốn đuổi tôi đi, tôi cũng phải lấy đồ chứ. Hả? Tôi mới là chủ ở đây nè.
Lúc đầu tôi đâu có ký hợp đồng thuê với cô, tôi có quyền không cho cô vô nhà đó. Cô không cho tôi ở tại đây, vậy còn đồ của tôi? Đồ của cô hả? Tôi dứt hết vô thùng rác luôn. Hay là cô ngoan ngoãn ngồi ở bãi đổ rác đi, thì sẽ lấy được đồ của tôi dứt ra ngoài đó. Alo, là trung tâm báo án 9999 phải không? Ở đây là lầu 3 khu nhà Hoa Liên. Tôi nghi ngờ có một vụ tự ý xâm phạm nhà ở của công dân. Anh làm ơn cử người tới xem đi. Cảm ơn anh. Sao em lại tới đây? Sao á? Thêm một người, tôi sợ cô sao? Trùng hợp tôi xem nhà gần đây thôi. Em nhìn thấy hình như chị đang gặp phải chuyện phiền phức, cho nên báo cảnh sát giùm cho chị rồi. Cô à, cho hỏi có liên quan gì tới cô hay không vậy? Dập tắt hành vi phạm tội là trách nhiệm mà người dân phải có thôi. Nếu cô thực sự cảm thấy bị quấy rầy thì không cần sợ, lát nữa cảnh sát tới đây tự nhiên sẽ vào phòng xét hỏi thôi. Vậy thì hai người có thể đối diện với nhau để nói chuyện rõ ràng rồi. Tôi chỉ là giỡn chơi với bạn của tôi thôi, có cần tưởng thật không vậy chứ? Là giỡn chơi thôi sao? Nghĩa là cô ấy không có quấy rầy cô hả? Tức là lúc trước cô ấy đúng là khách thuê ở đây phải không? Phải đó, Doãn luật sư, tôi đúng là khách thuê ở đây. Vậy chính là vào phòng để lấy đồ, cô không có quyền ngăn cản cô ấy rồi. Cũng được, vậy tôi cho cô thời gian 15 phút thôi. Thu dọn đồ đạc lập tức cút đi, sau này tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Một phần thịt nguội nhỏ, hai phần canh tôm hùm, hai cơm xào hải sản, hai phần thịt bò nướng, cảm ơn. Tráng miệng cho kem dâu tây phần lớn, cảm ơn. Dạ được. Cảm ơn. Chị không cần khách sáo với em đâu, coi như em cảm ơn chị mua giùm cho em nhiều đồ như vậy. Không được, hồi nãy em đã giúp chị, là chị nên cảm ơn em mới đúng. Thật ra lần trước em quá nặng lời với chị rồi. Có lẽ gần đây bận rộn với chuyện dọn nhà cho nên rất là phiền phức. Xin lỗi chị nha. Là chị tự ý ra chủ trương, nghĩ là người ta không sao, lần sau đi. À không, để lát nữa chị mua món quà tặng cho em. Chị có cảm thấy không khí giữa chúng ta bây giờ có chút kỳ lạ hay không vậy? Nè, là em khách sáo lễ nghĩa, chị chỉ phối hợp em thôi. Em thích cái vẻ đầy khiêu khích của chị lúc bình thường hơn đó. Chị cũng thích cái vẻ khô khan của em lúc bình thường hơn. Nè, chúng ta uống một ly này, sau khi uống xong tất cả mọi chuyện giữa chúng ta trước đây coi như xóa hết được không? Uống nước hình như có cảm giác không đúng cho lắm. Mặc kệ đi. Nè. Nè, hồi nãy em cũng dũng cảm thật đó. Cảm ơn. Nếu cảnh sát tới thật, có khích tội chúng ta báo án giả không? Chị tin em báo cảnh sát thật sao? Hả? Thì ra là em hù cô ta. Luật sư tụi em tung trí đa mưu lắm, trong bụng có không ít mưu kế đâu chị ơi. Gì vậy? Má nói chuyện với người thuê rồi hả? Ê, khi nào thì có thể dọn tới? 2 tuần nữa. Vậy cho con địa chỉ và số điện thoại của cô ta để con nói chuyện đi. Cô ấy tên gì? Con biết rồi. Được rồi, bye bye. Lấy lại được nhà rồi sao? Vậy chị có chỗ ở rồi. Có điều tới phiên em Thành không có nhà ở. Biết làm sao được chứ, chủ nhà không cho thuê nữa mà. Chủ nhà của em là má nuôi của chị, bà ấy lấy cho chị thuê đó. Chị là con gái nuôi của bà Phan. Xin lỗi nha, hại em bị bức ép. Không sao đâu, đã đi thuê nhà thì phải nghĩ tới chuyện này rồi chứ. Có điều cứ nghĩ tới chuyện phải dọn nhà là thấy mệt mỏi rồi. Ý, nhà của má nuôi chị có 2 phòng phải không? Thật ra một mình chị ở thì cũng quá rộng. Vậy ý của chị là có thể cho em thuê chứ gì? Nói thật lòng, lâu nay chị đều có bạn ở chung, chị thích ồn ào. Căn nhà lớn như vậy chị sẽ ở không quen. Tốt nhất là trở về nhà có người nói chuyện với chị. Có điều em thì có vẻ thích sống một mình hơn. Gặp gỡ thì dễ, ở chung thì khó. Có điều nếu chị chịu cho em thuê chung thì em có thể vẫn ở chỗ cũ, không cần phải dọn đi. Mỗi tháng cũng có thể bớt được tiền thuê nhà nữa. Em nghiêm túc quá, lại thiếu tính hài hước. Chị sợ ở chung với em sẽ buồn chết đó. Nó cũng phải. Ăn
trước đã. Có thể ăn thịt bò xong chị sẽ đổi chủ ý đó. Con biết rồi má nuôi. Phải đó, con hẹn với cô ấy hôm nay tới lấy lại nhà. Ừ, con cũng phải vào nhà đo thức tất để mua cái giường. Được rồi, ừ, bye bye. Sao không mở? Doãn Đức Như, giao nhà đi. Làm gì vậy? Nói thiệt nha, gần đây em cho cố gắng bồi dưỡng tính hài hước để xem chị có thể thay đổi chủ ý cho em thuê chung nhà hay không. Chị nghĩ sao vậy? Tưởng là kẹp mất hột đậu phộng vậy là được sao? Ít nhất cũng phải hát một bài giống như bài ruột của chị cho chị nghe chứ. Em lên mạng coi rồi, thật sự rất khó hát đó. Em tưởng là dễ hát lắm sao? Chị luyện rất lâu rồi đó. Vậy đi, sau này chị dọn tới xong mua một đĩa karaoke về từ từ tập đi. Nói vậy là chị chịu cho em thuê chung rồi hả? Phải đó. Đưa trước một nửa tiền thuê nhà, các loại phí khác cả hai chia đôi. Được chưa hả? Được. Có điều chúng ta phải lập một tờ hợp đồng chính thức đó. Ồ, có cần nghiêm túc vậy không? Em không muốn bị người ta đuổi ra đường ngủ đâu chị ơi. Cô Doãn ơi, cửa nhà cô bác Trần. Là như vậy, tôi có thể giải thích. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.